Hello, xin chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại channel của mình. Mình là Linh đây. Thì hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục tiếp nối cái series đi soi ác người khác, soi thông tin chỉ số đấy anh em. Rất nhiều anh em đã yêu cầu rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp người tiếp theo, đó là bạn Bóc Bóc. Mình xin phép gọi bạn bởi vì là bạn này thì chỉ có sinh năm 99 thì phải. Mình cũng không xem bạn này nhiều lắm. Mình chỉ gọi là thỉnh thoảng mới xem thôi. Mình có nghe đâu là bạn ấy sinh năm 99 anh em ạ. Đây là kênh YouTube của một nhân tài năm 99. Đoán vậy thôi nha. Không anh em lại vào lại comment chửi mình. À đâu, mình chỉ nghe phong phanh vậy thôi chứ anh em lại gì không phải thì anh em, mong anh em thông cảm chứ không anh em lại vào chửi cho mình chấp mặt một nhân tài trẻ tuổi đấy, sở hữu một kênh YouTube 979.000 sắp gần 1 triệu sắp rồi. Đây là một YouTuber làm với con game này mà phải nói là nhiều sắp nhất anh em ạ, nói chung là nổi tiếng nhất, kênh khủng nhất Việt Nam rồi, do một nhân tài trẻ sở hữu mang tên là Mã Tiến Hoàng. Trước thì anh này chơi ở con game khác có tên là Mã Tiến Hoàng thì mình không nhắc nữa. Đây là kênh YouTube của bạn ý, rất chi là khủng khiếp, view cực cao, toàn 100, 200, 300 nghìn thôi. Đó là kênh YouTube của Bóc Bóc, chắc chắn là anh em nào thì cũng biết rồi, nổi tiếng nhất Việt Nam cơ mà, gần 1 triệu sắp cơ mà. Bây giờ thì mình sẽ vào game và tìm thông số của Bóc thôi. Ở đây thì mình đã có ID của bạn ấy rồi, tìm thôi. Đây là ID của bạn ấy, mình tìm lại. Đâu nhỉ? Đây rồi, 510258025. Đó. Đây là cái app của Bóc Bóc, Not Bóc. Mới rank cờ rao 4 thôi. Đây. Đây là giao diện của bạn ý đứng với Kenji, một người bạn mà phải nói là gần như ngày nào như cũng chơi với anh ấy ở trên livestream thì phải. Mình nhớ không, mình lướt Facebook mình nhớ không nhầm là như vậy. Chơi danh đua là nhiều anh em ạ. Bởi vì mình nhìn thấy toàn chơi đua với một bạn nào đó thôi. Ta cũng mới đến với set đồ tiền tỷ của anh ấy. Toàn tiền tỷ thôi. Anh ấy mặc, bạn ấy mặc đồ khá là đơn giản nhẹ nhàng thôi. Không có gì khủng cả. Mà 4 băng cũng không bỏ ra các thứ luôn. Điểm boy là 2970 điểm. Ta cùng qua một số những trận mùa trước xem nào. Mùa 2, Season 2, Crown 2, Season 3, A, Season 4, A, Season 5, A và đua Crown. Có nghe vẻ là Season này cày rất nhiều. Season 6, Crown, đua và A, Squad. Season 7 là Crown, đua và A. A ở thời quát anh ạ. Và season bây giờ sorry anh em nhỉ, mình hơi ho. Sorry anh em tí. Đua ở Aquabet Kim Cương ở đua và squat round 4 ở squat. Bây giờ thì mình sẽ qua phần chỉ số, qua các mùa nha. Mùa 2 là có 4 chấm thôi anh em. Mùa 3 thì 5 chấm, hơn 300 trận, kêu được 1.200. Nghìn season 4 thì chơi lại ít đi mấy mùa trước. Và mùa 5 cũng chơi khá là ít. Mùa 6 thì chơi nhiều hơn, chơi tận 291 trận
Q1004 và KD là 7 chấm cơ. Mùa 7 thì 113 trận, 500 Q và KDA chỉ có hơn 6 chấm anh em ạ. KDA cũng khá là ok đấy. Và đây là mùa hiện tại chơi 96 trận, Q400 và KDA là 5 chấm. Danh đua của anh ấy ạ, chủ yếu là bạn ấy cày danh đua anh em ạ. Đây, danh đua của bạn ý là 116 trận, Q945 và KDA là 6.80. Chúng ta cũng qua FBB xem nào. FBB có chơi không? FBB không chơi anh em ạ. À, có hai mùa chơi F chơi đây, chơi đua nữa là mùa 7 là 296 trận, Q1007 và KDA là 7.92. Một mùa 6 nữa. KDA quá là khủng khiếp anh em ơi. Mình phải chụp lại cái ảnh để tí làm thumbnail. 230 trận, Q1004 và KDA là 8.35. Mùa 5 thì cũng 228 trận, Q1002 và KDA là 6.98. Có thể làm tròn nên làm 7 chấm. Nói chung là một KDA khá là ấn tượng đấy anh em. Đó là một số những cái chỉ số mà của bạn này. Còn mùa thì ẩn rồi. Chúng ta thử xem bạn Kenji đồng đội xem nào, xem luôn một thẻ đi nhỉ. Không chơi nhiều thì phải, không thấy có gì nhiều. Đùa. Ủa. Không chơi luôn anh em ạ. Chơi có một trận thôi. Vậy là bạn Kenji này không phải thì phải. Không phải rồi. Ok. Vậy là mình cũng review qua một số cái thông số của các mùa của bạn Bóc Bóc. Thì anh em nào mà thích những cái kiểu như thế này nữa, hoặc là muốn mình làm về ai nữa, thì có thể là comment ở phía bên dưới. Và đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye nha, bye anh em.